Đi trả tiền đi. Sao con? Dư bao nhiêu luôn này ba? Dư 3 tờ 5. Bao nhiêu tiền tổng cộng? 15. Ừ. Lấy 5.000. Là con không có thối luôn hả? Bố ba giết rồi. Bố ba coi nhặt giết người đi ba. Khùng hả? Có giết người chi?